Xin chào mọi người. Vậy năm 2020 vừa qua đi cũng như năm 2021 đang đến dần. Một năm vừa qua là một năm đầy chuỗi những thử thách đối với công ty cổ phần tổng hợp Lâm Khang nói chung cũng như là các thành viên trong công ty cổ phần tổng hợp Lâm Khang nói riêng. Lam, hãy cùng mình nhìn lại xem một năm vừa rồi là các thành viên trong công ty cổ phần tổng hợp Lâm Khang làm những gì nhé. Lam, let's go. Hiện tại mình và Thảo đang giữ vị trí nhân viên xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần tổng hợp Lâm Khang. Và thực sự đây là một vị trí đầy thử thách đối với chúng mình, đặc biệt là đối với những sinh viên mới ra trường như chúng mình. Thực sự chúng mình đã gặp tương đối nhiều khó khăn trong công việc và các vấn đề liên quan đến khách hàng và các đơn vị vận chuyển và thủ tục xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ rất tận tình từ các anh chị đồng nghiệp và sếp Thắm thì bọn mình đã hoàn thành tương đối tốt các khối lượng công việc. Chắc chắn là trong tương lai sẽ còn nhiều điều nữa để chúng mình phải cố gắng phấn đấu học hỏi để có thể hoàn thành tốt công việc. Và chúng mình hy vọng rằng là chúng mình có thể đem sản phẩm của Nanocare cũng như của Lâm Khang đến với các khách hàng, các đối tác trên thị trường quốc tế nhiều hơn nữa. Năm 2020 vừa qua đối với mình thì là một năm rất là nhiều ý nghĩa. Vì gia đình mình thì vừa chào đón một thành viên mới là một nàng công chúa. Và sau một thời gian nghỉ sinh thì mình đã quay trở lại làm việc với tất cả mọi người trong công ty. Khi mà mình quay lại thì mình cảm thấy nhịp độ công việc rất là nhiều hơn và có rất là nhiều các bạn nhân viên mới vô cùng năng động, trẻ trung. Và điều này thì khiến mình cảm thấy là bản thân mình sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với Việt Nam và thế giới. Công ty mình cũng không nằm sự ngoại lệ. Tuy nhiên bởi vì sự đoàn kết gắn bó của tất cả các nhân viên trong công ty thì đã vượt qua được cái khó khăn đấy. Mình mong rằng năm 2021 sẽ tươi sáng hơn, dịch bệnh sẽ hết và công ty sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Năm vừa rồi thì mình đã thử sức ở một vị trí mới, đó là vị trí kinh doanh. Thì mình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong công ty mình cũng đã vượt qua được những khó khăn đấy. Mong rằng trong năm 2021 mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong công việc. Xin chào các bạn, mình tên là Tùng, thành viên trong đội thiết kế. Mình mới đến làm công ty được một tháng thôi. Thì cảm nhận đầu tiên của mình về nơi này là mọi người rất vui vẻ và hòa đồng. Trong công việc thì mình thấy tất cả các bộ phận luôn làm việc cùng nhau để cho ra những sản phẩm tốt nhất. Đội thiết kế của mình thì hiện tại là chỉ có 3 thành viên thôi. Nhưng mà công việc thì không hề có áp lực, bởi vì là các công việc đã được lên plan từ rất sớm để cho đội có rất nhiều thời gian cũng như là nghiên cứu để thực hiện những dự án đó. Và chưa kể là trong công việc thì bọn mình luôn đồng hành hỗ trợ nhau để cho ra những sản phẩm được hoàn thiện nhất. Sau một tháng làm việc ở đây thì mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ vấn đề chuyên môn đến phong cách làm việc của mọi người. Và cuối cùng thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là sếp Thắm đã giúp đỡ mình trong thời gian mà mình mới ra trường này. Và chúc cho Lâm Khang một năm 2021 thật nhiều thành công. Thì năm 2020 là năm mà mình đánh giá là khá là bận rộn đối với phòng thiết kế. Bọn mình đảm nhận cả dự án trong nước lẫn nước ngoài. Và mình nhận thấy là các dự án ở nước ngoài thì họ luôn đề cao tính chuyên nghiệp về hình ảnh lẫn nội dung của sản phẩm. Sau gần một năm làm việc thì mình không chỉ được học hỏi và làm việc theo cái vấn đề chuyên môn của mình, mà ngoài ra mình còn được học thêm các kỹ năng như là rửa bát, quét nhà, lau nhà, thậm chí là sửa máy in. Rồi, rửa bát đấy thôi. Ôi, xin lỗi, chào tất cả các bạn, mình phải đi rửa bát. Xin chào mọi người, mình là Công, nhân viên thiết kế của Lâm Khang. Công việc chính của mình là thiết kế bao bì, thiết kế truyền thông và làm web. Thì mong muốn của mình trong năm 2021 là ít đi muộn hơn và làm được thật nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Năm 2020 vừa rồi là mình có một năm có những trải nghiệm mới, về những trải nghiệm mà chỉ tưởng được xem ở trong phim ảnh như cách ly, phong tỏa. Nhưng mình may mắn là mình đã được làm việc tại một công ty về thiết bị y tế cộng đồng và mình đã được học thêm về cách phòng chống dịch và mình được quảng bá các sản phẩm về
phòng dịch ra toàn nước cũng như quốc tế. Năm 2021 này mình mong muốn là dịch bệnh sẽ kết thúc và cuộc sống trở lại bình thường. Cảm ơn các bạn. Năm 2020 là một năm thành công đối với mình vì khách hàng đã biết đến và tin tưởng sản phẩm của công ty Lâm Khang nhiều hơn. Năm 2021 mình mong muốn khách hàng vẫn sẽ đồng hành và tin tưởng sản phẩm của công ty. Kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Năm 2020 quả là một năm rất vất vả đối với tôi. Tôi thì chỉ mong một ngày có 48 tiếng để đủ thời gian để làm việc và phục vụ khách hàng cũng như là cung cấp. Nhưng mà đáng tiếc là một ngày chỉ có 24 tiếng thôi. Nhưng mà không sao. Tôi nghĩ đấy cũng là một năm thành công đối với tôi cũng như gia đình Lâm Khang rồi. Tôi mong 2021 chúng tôi sẽ thành công hơn nữa và sẽ mang lại rất nhiều các sản phẩm tốt cho các bạn, khách hàng trong và ngoài nước cũng như thế giới. Năm 2020 thực sự là một năm vất vả của Lâm Khang. Đứng ở khía cạnh của một người quản lý nhân sự thì tôi rất là cảm ơn anh chị em của Lâm Khang đã luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình, gắn bó trong năm vừa qua. Và trong năm 2021 thì tôi mong rằng anh chị em vẫn luôn giữ vững tinh thần của một chiến binh như vậy. Đứng ở khía cạnh của một người lao động thì tôi muốn nói rằng anh chị em của Lâm Khang mọi người, đây chính là cuộc sống của mọi người, là miếng cơm manh áo của mọi người. Vì vậy, mọi người hãy đưa Lâm Khang lên một tầm cao mới, vươn tầm quốc tế. Vừa rồi là những chia sẻ của các thành viên trong công ty cổ phần tập đoàn Lâm Khang. Tiếp theo của mình đến phòng ban lãnh đạo để xem những người thuyền trưởng, những người dìu dắt con tàu lại có những chia sẻ gì trong một năm vừa rồi nhé. Nào, let's go. Người ta nói sản phẩm và thương hiệu sản phẩm là giá trị cốt lõi của công ty, và việc phát triển sản phẩm mới đó là một quá trình thiết yếu của hầu hết tất cả các doanh nghiệp, là quá trình để các doanh nghiệp thích nghi với biến động của thị trường và mở rộng tiếp khách hàng. Chính vì vậy, kế hoạch phát triển của công ty Lâm Khang cho năm 2021 đó là tập trung vào việc phát triển, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới để thích nghi với những biến động của thị trường và nâng cao cái giá trị của thương hiệu đối với thị trường trong và ngoài nước. Tôi đánh giá năm 2020 là năm của nền móng. Tôi xin trân trọng cảm ơn các anh chị, công nhân viên của công ty đã lựa chọn Lâm Khang là nơi đóng góp tài năng, sức lực và trí tuệ. Và các khách hàng đã lựa chọn chúng tôi là nhà cung cấp lâu dài, bền vững, cũng như các đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi chinh phục các công việc năm 2020. Năm 2021 đến rồi, tôi rất mong muốn các anh chị tiếp tục lựa chọn Lâm Khang là nơi cùng phát triển, cùng chinh phục những đỉnh cao, mục tiêu mới. Vừa rồi là chia sẻ của thành viên cũng như ban điều hành và lãnh đạo công ty. Cuối cùng hãy cùng mình nhìn lại những hành tuyệt vời trong một năm vừa rồi của Lâm Khang TSC nhé.